chú, hôm nay cháu sẽ dạy cho các cô con làm bốn bánh. Đây, con làm bốn tập cơ bụng cho bụng nó thon gọn nhé. Và nếu mà các bạn, các bác nào mà tập chưa quen hay tập dần không quen, nếu bác để tập đến 15 đến 20 phút nhé. Cháu sẽ tập thử cho các bác xem ạ. Đầu tiên cái con lăn này là có một bệnh xốp để giữ cho cái đầu gối cho đỡ bị đau. Nếu mà bác là mua không được thì các bác hãy lấy giấy cái xốp cũ về làm nhé. Cũng được mà, mình chỉ cần lau đi thôi. Mình sẽ thẳng. Đấy. Bác hãy cầm hai và hai cái tay cầm này để giữ thăng bằng nhé. Như đây cháu đã tập được rồi, cháu tập hàng ngày để cho cháu đỡ phải béo. Nếu mà mình béo thì mình sẽ tập cái cơ bụng này để bụng nó thon gọn vào. Nếu mà các bác nào thích video của cháu hãy cho chúng like, đừng quên đăng ký và chia sẻ. Tạm biệt cô cháu là sao.